Nhiều khi mình nói con Alicubi nó bị khùm mà mọi người đâu có tin. Mọi người nói là kiểu con này nó chỉ bị hơi tăng động một xíu so với những con mèo đồng trang lứa thôi. Nhưng mà những con mèo đồng trang lứa của Alicubi, mình không có thấy cái con nào mà cái nết nó tương tự giống vậy hết trơn á. Cái này là cái thùng nó chui vô thì thôi cũng còn chấp nhận được đi. Mọi người coi nó chui cái này mới chấn động nè. Nhìn cái khúc này nhiều khi mọi người nghĩ là mình ập cái ghế lên người nó chứ vậy. Không có đâu, biểu diễn cho coi liền. Trời ơi, em ở ngoài đời em đàng hoàng lắm, em nói thiệt luôn á. Ai mà gặp em ngoài đời rồi ngoài thích em liền á. Em đâu phải vậy. Mấy cái con mèo mà lớn tuổi á thì mình thấy nó có thể khùng, nhưng mà cái kiểu của nó là sẽ nổi khùng khi mà nó gặp con mèo mà nó không thích, là có một cái gì đó tác động lên. Con Alicubi nhà mình đó đó, ai ghẹo gì bạn, tôi đâu có đụng với bạn đâu, ai ghẹo bạn. Cái con Alicubi này là không cần ai đụng nó cả, một mình ơn nó tự biên tự diễn được hết tất cả mọi công chuyện luôn. Mà con Alicubi nó được một cái, nó cực kỳ khùng với con người, nhưng đối với con mèo thì nó cực kỳ hiền. Alicubi mỗi lần gặp con mèo nào mà đem lại sự không an toàn cho nó, mọi người biết nó mừng cái gì không? Khè người ta, nó khè bằng cái tính mạng, khè như một thằng điên. Tao nè, mày dám đụng tao không? Mày đụng tao trụng mày luôn á. Được cái muốn mồm thôi chứ đâu dám làm gì ai đâu. Nó hiền khô à. Mình thương cái con này tại vì cái nết khùng của nó chứ đâu. Nhìn nó chứ nó tưng tửng tội nghiệp sao. Mèo mà đầu óc bình thường là mình đã thấy tội nghiệp rồi. Sinh ra đã làm mèo mà còn có cái nết khùm khùm. Cũng hên cho cưng là cưng vô tay chị nha. Chứ cái nết ba lơn cỡ cưng vô tay người khác thì nó dập cho tan nát một đời bông luôn á.